chén. Việt Nam bộ thua 4-1 em ạ. Giờ Việt Nam và Man City, đội bóng sẽ có cơ hội vô địch hạng Anh nếu như mà hôm nay thắng MU này. Thắng MU vô địch chắc lắm rồi gì nữa. Mà gặp Việt Nam thì cứ phải thua. Thank you Trần Định nhá, thank you anh. Ông thắng đâu thì thắng, các Việt Nam vẫn phải thua. Ôi. Em còn nhớ cầu thủ ghi bàn vào lưới của Man City năm mà Man City sang đây đá là ai không? Bấm cái gì đây? Wow, chuyền quả điêu quá. Chuyền quả thì đỡ anh em ạ. Quyết á, Văn Quyết người ghi bàn đó. Văn Quyết à? À hay quá. Wow, chuyền quả điêu thế đúng không? Man City có khác. Chuyền quả điêu thật. Không có lỗi á. Số anh Đức. Anh Đức thế nào cắm anh ạ? Đội được các tuyến nhất thì anh nghĩ là MU em ạ. Trong pet thì là MU nhá. Sút cả bóng kinh thế. Trời, anh em có nghĩ là có kết quả có lợi cho Việt Nam không ta? Mình thấy có vẻ hơi mông lung. Mình ghi bàn sớm quá. Khỏe thế là Laporte ơi. Nhưng trận này là không có Kun. Rồi bây giờ kém đi rồi em ạ. Rồi bây giờ kém đi rồi. Bỏ đá kinh quá. Rồi bây giờ không phải kém đi mà cái meta game mà chơi không hợp. Thằng phát xong các cầu thủ có vẻ đá hơi trùng nhờ. Bóng đá kinh quá anh em ạ. Là chỉ rõ ràng Man City thì phải nhìn chỉ số hơn với cả Việt Nam là chuyện đương nhiên. Đó là điều đương nhiên mà anh em. Việt Nam thì rõ ràng so Man City là kém hơn mà chúng ta phải cố gắng ăn được họ thì mới là điện tử. Thế điện tử cũng thua thì đấy, đâu có cơ sở ăn họ nữa. Văn Toàn và Kyle Walker chạy mấy bước đã hơn mình rồi. Pháp thắng 2-0 còn thua ngược mà. Video bất ngờ. Quá đáng thật sự luôn đấy. Bóng đá kinh quá em ạ, bóng đá kinh vãi cả trưởng ô Man City hâm rồi. Thắng 2 hòa 1, khả năng là thua 2 rồi. Chắc chắn khả năng là thua 2 em ạ. Bóng đá kinh quá. Ôi Văn Toàn, bắt đầu bất ngờ em ơi. Đừng để lịch sử lặp lại 1-7 Man City à. Ok, cú sút bàn thắng này của Văn Toàn nhá.
cố gỡ anh ạ, bàn thắng hai bàn đấy. Hoàn toàn rê quả hay quá, khéo quá. Uầy, qua ba cầu thủ của Man City, bốn cầu thủ và một pha cứa lòng hạ của Ederson. Nguyễn Phan Toàn, cố lên. Anh em ơi, có một nhiệt tình, thả tim nhiệt tình hơn nữa nào anh em ơi. Nhiệt tình hơn nữa nào. Đỡ bàn nữa, biết đâu bất ngờ. À, mình có nhận ra một điều là Việt Nam rất là sợ gặp cái bóng nhanh. Ôi được rồi, số trời, phải thắng rồi. Phải hòa, quên phải thắng thì hơi láo. Khe dứa thì ngon. Để hiệp 2 để Công Phượng vào đi. Hô Thái Thất Thà nhá, hello anh em mới vào nhá. Có một cái rích mà thua 2 hòa 1 thắng 2 thì cũng không chưa đến mức kinh khủng lắm. À, muốn vô địch thì phải cố gắng từng trận thôi. PSPC ạ, đúng rồi ạ. Lỗi của ai đây? Quang Hải lỗi à? Ôi dồi ôi, đen rồi anh em ạ. Đen thế, xả, hello Trung Nguyên nha hello anh em. Xả cái gì, 3-2 phải ngon không? Hello anh Du Kha Võ, hello anh em mới vào nha. 3-2 thì ngon rồi, anh cành đào luôn đấy. Ôi, chuyền sai của Văn Thanh. Pet này đá trên TV với tay cầm được không anh? Đá được em ạ. Đá được. Đá được nha. Ôi, phí quá. Vẫn có gì đó rất là đỏ đen ở trong trận đấu này anh em ạ. Hello Ngọc Anh, thank you anh đã chia sẻ đó em nha. Hello Quang DC nha. Ôi quế mà vào phải ngon không? Nốt quả cho Công Phượng vào sân. Hải yếu lắm rồi. Kevin De Bruyne. Vâng, nói gì nói đúng là trình độ nó vẫn hơn hẳn. Mất thêm 3 điểm rồi anh em ạ, thật sự khó khăn, chồng chất khó khăn. Chó điên nhỉ, công minh đi anh em nhỉ. Chờ đợi gì giờ phút này nữa. Công minh đi. Quả kia vào thì dễ đá quá. Thua 2 bàn, một bàn nó đỡ hơn. Rồi thành ra thua 2. Quả kia vào thì ngọt luôn đấy. Sao bây giờ bị vào thế khó. Thank you anh Trung Nguyên nha. Anh em ơi, anh em vào, anh em tiếp tục bấm chia sẻ hộ em nha. Bây giờ có 62 giờ chia sẻ thôi. Quáng 300 tim ở cả nhà ơi. Bỏ kia vào thì đỡ hơn bao nhiêu. Đang đứng thứ 6 anh ạ. Đã giải nằm top 4 em nghĩ là ok rồi. Khá là đẹp trong một cuộc tình. Ôi em đang cố đấy ạ. Chưa hết 90 rồi, chưa hết giờ. Cố thôi anh em ơi. Đấy, em nghĩ là giải đặt mục tiêu top 4 rất là hợp, là đẹp. Có vẻ là ok. Cả làng đều vui.
đừng xuống hạng là được. Top 4 MU còn đang chật vật mà, nói gì đến Việt Nam anh em đúng không? Sự có điều thế. Em còn nghĩ tối nay MU và City ăn được không? Tài ơi. Chelsea sử dụng giảm nhiệt độ rồi. Nó búa là giảm nhiệt độ trận đấu rồi. À, mình đang đá bạn ạ, mình không ấy link được, bạn thông cảm giúp mình nhá. Tí bạn có gì bạn vào group công ty anh em thân thiết thì mình sẽ up link trên đấy nhá, chứ mình đang đá mình không ghi link được bạn ơi, bạn thông cảm cho mình phát. Ôi, biết đâu người mới quay lại đây bóng, ăn mừng làm gì? Đang cỡ hòa ấy, công chạy ăn mừng làm gì? MU 2-1 Man City à? Ok. Hello Nguyễn Thị Thảo nhá. Anh em vào, anh em dự đoán tỷ số đi. Ôi. Vị hớ kìa, 2-4 cũng phải tỷ số, không phải là tệ đâu. Mày quá định chip shot. Khó thật. Sao hy vọng đối mềm mềm thôi. Đá cho nhẹ nhẹ nhàng tí nào. Cái gì đấy, bóng bay ra ngoài mới bắt mà. Bắt ở trong đâu, trọng tài. Nghe, ra ngoài mới đấm này. Đấy. Bắt ở trong đâu. Đùa trọng tài láo thật. Bắt chán đời không? Ôi hết giờ rồi, góc nối góc hết giờ rồi. Ăn vạ nữa bố không? Đá Việt Nam không còn định ăn vạ. Thế rồi anh em mới vào nhá. Ôi gỡ muộn quá. Văn toàn gỡ muộn quá anh em ạ. Còn nhiều giờ không? Hết giờ rồi. Gỡ muộn quá. 4-3. Uầy. Sút của điêu thật. Thật sự đá như này mình em nghĩ là cũng hết nước hết cái anh em ạ. Đá 4-3 Man City. Đóng quả vãi cả trưởng. Uầy. Người ta đã thua 2 trận, thắng 2 trận, hòa 1. Một cái giải đấu đang tương đối là khó khăn.